Hello, chào tất cả anh em nha, mình là NTN đây. Đẹp trai, mã số 03 đến từ Bắc Giang, ok. Thì hôm nay mình sẽ quyết định là quay lại cho anh em một cái clip cực kỳ là thú vị luôn nha. Đó, anh em thấy giọng mình nó cũng khá là nhè nhè đúng không? Kiểu như là mình vừa đi nhậu với anh em ạ. Nói chung khá say và đau đầu ấy. Nhưng mình vẫn cố quay video cho anh em. Bởi vì mình biết là mình không ra video thì rất là nhớ anh em sẽ buồn và anh em sẽ không ăn cơm được ấy. Thì mình ra video để cho anh em xem ấy. Nên là anh em nhớ bấm like nhá. Anh em không tin là mình say không, đây cho anh em xem video lúc đấy này. Đấy, lúc nãy là mình đi nhậu, mình ăn mừng 1 triệu sếp linh phụ của mình nha anh em. Đấy, đi ăn gà uống bia kiểu này. Đây, cho anh em xem luôn này. Khá mệt đấy anh ạ. Ok anh em nhá, bây giờ mình sẽ chuẩn bị review cái con gà nha anh em ơi. Đấy, uống bia anh ạ, rồi nha. Đó anh em thấy chưa? Đấy, vừa xong mình đi nhậu về anh em ạ. Cũng ở gần nhà mình thôi anh em ơi, khu đất trống. Đấy, mình hôm nay mình quyết định là thực hiện cái thử thách này nha anh em ơi. Đấy, mình sẽ quyết định là vừa say xỉn vừa leo danh huyền thoại nhá. Đấy, để xem liệu trình độ mình bắn lúc say xỉn nó sẽ như nào nhá, xem nó khác lúc bình thường hay không nha anh em ơi. Đó thì anh em nhớ theo dõi cuối clip và bấm cho mình một nút like nhá. Rồi bây giờ mình sẽ vào chơi game luôn nha anh em ơi. Đó, vừa say xỉn vừa leo danh nha. Đấy thì clip này anh em nào muốn xem full cái clip mình ăn mừng 1 triệu sub ấy thì mai mình sẽ đăng lên kênh phụ nhá. Đây bây giờ mình sẽ vào mình leo danh luôn nha anh em ơi. Mệt quá. Ok tất cả anh em nha, thì mình đã tìm thành công trận đấu rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ chơi nha, mình sẽ leo danh nha. Không biết là liệu mình có thắng hay không đây anh em ạ. Đó, mình sẽ bắn 1500 nha anh em ơi. Khá say rồi anh em ơi. Đấy, anh em xem mình say xỉn bắn như nào nhá. Nói chung nếu mà say bắn không hay anh em thông cảm nhá. Đấy, mình quay con shot luôn nha anh em ơi. Đây đây, một thằng đây ạ. Mày dùng cái đầu ơi. Đâu đây, ở đâu nhỉ? Mình nhìn không rõ rồi anh em ạ. Mình nhìn không rõ ở đâu luôn. À, hình như bên này nó bắn đồng đội mình này anh em. Ok nha, bình tĩnh nhá, để mình công luôn nhá. À, đồng thế nhỉ. Mày này. Ui, chạy anh em ạ. Mình bắn bị trơn tay cơ anh em ơi, mình bắn nó bị trơn tay này. Đuổi theo mình nó quật kìa anh em, nó đuổi theo mình nó quật kìa. Mày quật tao mày, ui rồi vẫn đào đầu kìa anh em, vẫn đào đầu kìa. Gạt luôn, để mình gạt luôn nhá anh em. Gạt luôn cho chắc anh em, ấy nhá. Mình say xỉn nhưng mà bắn vẫn đào đầu anh em ạ, ảo rồi đấy. Anh ơi, bé ơi. Ơ, may quá đồng đội mình bắn gục anh ạ. Đồng đội mình bắn khá là... Ê! Chưa gục à? Cái gì đây? Kill! Hit me! Hay quá! May quá đồng đội mình bắn hay anh ạ. Ui, mình tưởng nó chết rồi cơ, hay là nó chưa chết anh ạ. Ui, vẫn được cứu sống anh em. Ok nhá. Ok, bây giờ chẳng là mình sẽ bắn khẩu gì đây? MB5 đi. À, BB19 đi anh ạ. Đó, anh ơi mình nhờ. Nói chung là giọng mình khá là nhì anh ạ. Đấy, anh em xem liệu mình có thắng được trận này hay không nhá. Mình sẽ cố gắng bắn hay cỡ anh em ơi. Mình sẽ mở thật to mắt ra nhá. Đó, mở thật to mắt ra bắn nó mới căng anh ạ. Ui, tay mình bị trơn anh em ơi, tay mình bị trơn cơ. Chảy của tao, tại sao là uống đi nhậu về rồi tay nó ra mồ hôi anh em ạ. Đó, thì ở đây có anh em nào đi nhậu chưa? Ôi, đồng quá, bình tĩnh nhá. À, trên này có người anh em ạ. Tao thấy mày rồi, mày chạy đi đâu? Ui, hai đứa rồi, ui, vào đâu vậy? Chết rồi anh em, không chết nó đặt keo nhanh quá anh ạ. Rồi gục 2 rồi nhá, gục 2. À, mình thấy nha. Mình thấy rồi nha anh em ơi. Nói chung đồng đội mình bắn khá hay. À, mày bắn đồng đội là mày. Đặt keo, anh ơi, đặt keo nhanh. Rồi một đứa gục, còn một đứa nữa. Ơi, nó đục sực. Ném bom anh ạ. Chạy. Chạy luôn. Rồi, hết rồi đấy anh em, hết rồi. Đâu rồi? Rồi rồi nha, mình bình tĩnh nha anh em, bình tĩnh nha. Để mình gạt luôn thằng này nhá. Gạt luôn cho đỡ đẻ trứng anh em ạ. Gạt luôn cho đỡ đẻ trứng. Rồi đứng kia đâu rồi? Mày ra đây. Ui giời. Vẫn bắn trúng rồi anh em ạ. Chỉ đội mình bắn nó không vào đầu thôi anh em ơi. Ảo ra đây nhá. Mệt quá. Ui anh em đã bao giờ say xỉn anh em bắn FIFA chưa? Đây lần đầu tiên thôi nhá. Đây lần đầu tiên mình chơi luôn. Nhưng bắn ok hết anh em. Bắn ok hết. Tiếp tục nhá. Trở lại mình sẽ cầm M4 mình bắn nhá. Mình sẽ cầm M4 mình kéo tâm nha anh em ơi. Lần đầu tiên say xỉn chơi FIFA rồi nhá. Mình sẽ ra cho anh em một câu hỏi thôi nhá. Anh em mà trả lời đúng thì mình sẽ tặng quà anh em luôn nhá. Thì hiện tại shop mình đang nổ hũ rất là nhiều luôn. Thì đối anh em biết là khẩu M4 của mình có tên là gì nhá. Cái M4 là một màu vàng này. Có tên là gì anh em comment xuống nhá. Điều kiện anh em nhận quà anh em theo dõi đến cuối clip là được. Rồi, added. Mày lủng cái đầu này. Ui, bắn hết vào đầu anh em ơi. Say xỉn nhưng mà bắn vào đầu anh em ạ. Ảo ra đây. Thính nhá. Từ. Ui, Grozang ngoan luôn. À, nó bắn ở đâu nhỉ? Từ từ á, để mình xem nhá. Ở đâu ta? Kiếp. Mày bắn ai đấy?
Rồi gục nó rồi anh em, gục nó rồi. Còn một đứa nữa, còn một đứa nữa thôi. Còn một đứa nữa, trốn ở đâu, mày trốn ở đâu? Thấy. Thấy rồi anh em ơi, ui giời. Mình bắn nó ra đạn vào đầu anh em ạ. Ui, ảo rồi đấy. Ui, hình như là say mình bắn hơn kinh hơn anh em ơi. Bắn lúc say xỉn còn kinh hơn lúc bắn bình thường thôi anh em ạ. Ui, ảo thế nhỉ. Ok, tiếp tục nha, mình sẽ mua bùa ăn nha anh em. Choáng quá anh em ơi. Đấy, mình ăn mừng 1 triệu giáp canh phụ anh em ạ. Thì canh phụ bây giờ mình sẽ quay vlog nhá. Thế anh em nào muốn thì anh em cứ tìm kênh Ngô Thế Ngọc nhá. Đấy là ra kênh phụ của mình anh em ơi. 1 triệu sắp rồi anh em ạ. Đó, anh em đăng cái kênh cho mình nhá. Ui say quá anh ạ. Mình chắc là mình bắn nốt trận này mình đi ngủ thôi anh em ơi. Bắn nốt trận này mình sẽ đi ngủ luôn nhá. Đêm rồi anh em ạ, bởi vì cũng khá muộn rồi. Mình nói hơi to đấy. À, thằng danh con này. Ui giời. Thằng này nó chạy nhanh đấy nhỉ. Ok, mình sẽ móc đi. Ui. Đồng đội của mình bị bắn kìa anh em. Đồng đội của mình bị bắn kìa. Đâu rồi thằng bắn đồng đội tao. Thằng nào bắn đồng đội của tao. Ui gục luôn rồi kìa. Gục một luôn rồi kìa anh em. Đâu hết rồi ta. Rồi hay quá. Quá hay. Ui. Tí chết anh em ạ. Đi lủng cái người thôi anh em ơi. Nó chơi ném bom cơ nhá. Nó chơi ném bom mà chơi bẩn quá. Từ ra để mình ném bom lên nhá. Mày chơi ném bom tao mày. Mày chơi ném bom tao mày. Ê đứa nào đâu ấy. Mình sẽ ném bom lên nhá anh em ơi. Chạy đâu con sâu lại. Chạy đi đâu. Rồi vùng một nó rồi kìa. Mình ném bom chuẩn thật sự anh em ạ. Đâu rồi. À đây rồi anh em ơi. Ôi chết rồi, đồng đội mình bắn rồi kìa. Mày bắn đồng đội nào mày gặp ngươi nhá. Nhặt ngươi của Mac 7 nhá. À đây là cuối cùng đấy. Rồi xong luôn. Chim bờ kêu luôn. Có bắn câu không kìa. Cái gì luôn. Rồi thắng luôn nhá. Nheo huyền thoại vẫn bình thường thôi nhá. Anh em đẳng cấp không? Quá đẳng cấp luôn đúng không? MVP luôn này anh em ơi, MVP 8 kill này, MVP luôn này. Ui. Easy game. Ok anh em nhá, dù sai nhưng mình vẫn không quên là giới thiệu qua cái shop của mình cho anh em nhá. Đấy thì hiện tại là shop của mình đã x2 lạp thẻ nhá. Có nghĩa anh em nạp 10k vào thì anh em sẽ nhân đôi thành 20k nhá. Đấy. Và anh em nạp một thẻ 50k vào thì anh em sẽ nhận được một lượt quay free nhá. Đấy, vòng quay không đồng anh em ạ, cực kỳ ngoan luôn. Đó anh em chưa? Thì hiện tại là shop mình ra cái mắt cái vòng quay gầm cầu nha anh em ơi. Nói chung là ra lâu rồi anh em ạ, nhưng mà hiện tại mình giảm giá xuống còn 7k nhá. Rẻ nhất trong tất cả các shop FF luôn nha anh em ơi. Không có shop nào rẻ hơn shop mình nhá. Đố anh em tìm được cái shop nào có vòng quay 7k đấy. Đấy, shop mình là rẻ nhất đấy. Nên là quay tỷ lệ nó dạng cực kỳ cao luôn rồi. Đây mình sẽ quay luôn cho anh em xem nha. Đó, quay luôn cho anh em xem. Anh em lại bảo mình bốc phét thì hơi mệt đấy. Đấy 7.000 mới được 100 kim cương. Bình thường là anh em nạp 20k thì mới được 90 kim cương đúng không? Mà 7.000 đã được 100 kim cương rồi. Quá là ngoan đúng không? Rồi tiếp tục này. 3.500 kim cương luôn. Đấy anh em thấy chưa? Quá nhiều luôn. 7k mà ra tỷ lệ như thế thì anh em biết là quá kinh khủng rồi đúng không? Rồi lại 1.500 kim cương này. Quá ngoan nhá. À, quá ngoan luôn nha anh em ơi. Thì mình nhắc lại cho anh em ạ. Link shop mình ghi ở phần mô tả nhá. Đấy, anh em bấm vào phần mô tả vô, anh em không nên Google tìm kiếm nhá. Rất là nhiều shop làm giống hệt shop mình luôn, dễ bị lừa đảo anh em ạ. Đấy, rất dễ kha kia nhá. Đấy là mình nhắc lại anh em nhớ xuống phần mô tả nhá. Ok, bye bye anh em nha, mình đi ngủ thôi.